Vào tối ngày 15 tháng 5, sau khi tham dự lễ khai mạc vòng loại Olympic, Vương Nhất Bác thay áo phông trắng và ra thẳng sân bay để trở về Bắc Kinh. Vương Nhất Bác đã giảm cân và gầy hơn so với trước đây. Dưới sự hướng dẫn của cô tiếp viên, Vương Nhất Bác tiến vào trong khu vực sảnh của phòng chờ lên máy bay. Vương Nhất Bác nhảy break trong buổi biểu diễn trực tiếp tại lễ khai mạc vòng loại Olympic Paris 2024 tại Thượng Hải. Tại lễ khai mạc tối nay, tiếng la hét lớn của khán giả và vận động viên đồng loạt vang lên khi Vương Nhất Bác nhảy break. Vương Nhất Bác là nghệ sĩ biểu diễn kết thúc đêm nay. Anh ấy đã biểu diễn bài hát chủ đề của vòng loại Olympic Thượng Hải, ca khúc Thượng Hải sôi động. Vương Nhất Bác là một chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực. Chúc bạn có một chuyến đi thuận lợi và an toàn.